Hello anh em, trong video này mình sẽ hướng dẫn cho anh em nhận NFT đến từ bộ Project Galaxy dự án đến từ Like. Đầu tiên anh em follow Twitter nè. Anh em nhấn con tin. Retweet bài post. Retweet thêm bài nữa. Có tên quýt website và connect quý hả? Connect chỗ nào? À đây. Anh em vô website này anh em connect quý. Đó anh em connect. Rồi anh em nhấn con tin. Vô rồi đích còn chứ. Anh em ngắt kết nối nha. Vô rồi đích còn. Anh em nhấn hoàn thành để query. Query đi để mai mốt có mấy dự án khác á mình mất phổi cần query chứ dấu mệt. Đó. Đó, bấm vô cái này nè, bấm vô mấy hình là query được. Có Việt Nam ờ. Con tin. Submit địa chỉ ví ETH, ETH hay Polygon hay mạng BSC cũng là một giống một địa chỉ ví thôi. Có anh em hỏi á. Video đấy. Từ để mình vô chỗ cộng đồng. Cộng đồng từ. Đó, những dự án nào nó cho collab mình sẽ đăng trên đây nè. Anh em nào vô xem nha. Mình đăng đó. Đó. Hai dự án nó cho đăng là 10 giờ trước nè. Đó. Anh em nào mà chưa được claim á là đợi nó đợi cỡ ngày 1-2 ngày sau là nó cho claim được à. Đó, video đến đây là kết thúc. Hẹn gặp anh em trong những video tiếp theo.